Đó, nó phi gì xong rồi con để nói. Này, chết cái này đã, chết đã. Will Burrator. Này, nhìn kết quen lắm, anh em ạ. Ôi, không được. Electro Giant Lightning anh em ạ. À, đó, Raya Giant Lightning. Có cả Pekka đấy chứ, à có cả Tornado với lại Goblin Brother. Ôi, thua. Thua thật sự luôn ạ. Ôi dồi ôi, thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Bạn thích dùng Tornado sẽ nhéo vào trong tuần vừa rồi. Thằng này mới dùng 5 thẻ. Tội gì mà thả không bên kia, thả bên này. Không, no. Dryer Giant Lightning. Bắn nó con Mega trước đây. Ôi bạn ơi. Ôi dồi, con rồng. Lightning đi bạn. Ôi trời, vãi luôn. Vãi thật sự luôn đấy. Xoay nhanh con Wizards. Trước khi nó để trứng. Hay quá. Bạn dùng bao nhiêu ly để thủ mình như này, chết này không được. Bạn đánh gà quá. Noob. Viper. Ah. Elisabeth Golem, a barbarian. Elisabeth Golem.
still learning how to kitchen the wood. Oh my goodness, Tammy's. He have arrow only, so I don't want to drop on my goblin barrel. But this cycle can. What's the good luck as and what do you mean? Good luck for next time. It's not PMing, bro. It's a good luck for the next game. I respect him, so respect him and I give him good luck. Oh my god, at least Kabalian came down. Look at wizards. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Low skill. Actually, we don't need skill. He dropped a Salah. Huh? Oh, bumper. Balloon snowball. Minions. Thế này có một con Infernal Dragon nữa. Good. Ui dồi. Man, chưa có arrow. Man. Tí thì mày chết với anh. Snowball. Không. Snowball với lại Fireball. Minion phải xoay Infro Dragon chứ. Nice. Được phết nhỉ.
last game. Pin leo. Em check. Oh, lock base, nice. No, Ghost. Is a chain Pekka. What? Nine arrows. Rồi ngủ trước đi anh em. Mình còn nốt game này cũng ngủ đây. 2K hello. 2K hello. Ok, Specca. Tên này không thú nữa, play pick, đánh nó lên. Kệ con boss. Yes, last game guys, if you, I win. Nine hops. Okay. 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 Thank you guys. Thanks for watching. Easy for me. So easy.